Ban tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường, thị trấn giai đoạn 2009-2023. Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh thành. Điểm cầu thành phố Đà Nẵng có trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh. Sau 3 năm đầu thực hiện thí điểm thành công ở 16 tỉnh thành phố giai đoạn 2009-2011, từ năm 2012 đến nay, đề án tiếp tục được nhân rộng trên 63 tỉnh thành phố. Trong 15 năm triển khai đề án giai đoạn 2009-2023, với sự phối hợp và cuộc của các ban bộ ngành trung ương và các địa phương, đề án được triển khai thiết thực, đạt được những kết quả tích cực, đáp ứng hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ nhân dân ở cơ sở. Trong cả giai đoạn 2009-2023, đề án đã trang bị cho cơ sở xã phường, thị trấn ở 63 tỉnh thành phố trên cả nước gần 600 đầu sách với tổng số hơn 14 triệu bản in. Tại thành phố Đà Nẵng, từ năm 2009 đến nay luôn quan tâm hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, khai thác hiệu quả các đầu sách được phân bổ từ đề án, thường xuyên tổ chức thông tin phổ biến các đầu sách, thể loại và nội dung sách đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trình độ của đội ngũ cán bộ về mặt tư tưởng, lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng cuộc sống và kinh nghiệm trong thực tiễn.